Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các môn đề đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa thầy, ai là kẻ lớn nhất trong nước trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật Thầy bảo các con Nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ Các con sẽ không được vào nước trời Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này Người ấy là kẻ lớn nhất trong nước trời Đó là lời Chúa Thưa quý ông bà, anh chị em theo lẽ tự nhiên thì ai cũng muốn làm lớn và được mọi người biết đến. Đó là điều hết sức bình thường. Tại sao vậy? Thưa vì làm lớn thì có quyền, làm lớn thì có tiền, được sai khiến người này người nọ. Hôm nay nhân cơ hội các môn đệ hỏi Chúa Giêsu về việc ai là người lớn nhất trong nước trời. Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta một con đường thật là trái ngược lại với suy nghĩ tự nhiên của con người. Ngài mời gọi nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vâng, hóa ra Chúa không dạy chúng ta phải làm lớn, phải có nhà mặt phố, bố làm to, phải có địa vị, chức quyền trong xã hội trong tổ chức tôn giáo để được vào nước trời nhưng ngài lại dạy chúng ta con đường nên như trẻ thơ vậy nên như trẻ thơ là làm sao thưa nên như trẻ thơ là có một tấm lòng đơn sơ chân thành có sao nói vậy không thêm mắm thêm muối không so đo tính toán và có một thái độ tín thác hoàn toàn cậy dừa vào cha mẹ. Trẻ em như các thiên thần vậy, trong trắng, đơn sơ, đáng yêu. Trẻ em thì không như người lớn nói một đằng làm một nẻo. Nói vậy mà không phải vậy. Nói một lời hai ý. Miệng thì nói nhưng mắt thì nhấp nháy Miệng thì dẻ biểu Tỏ ý khinh chê Đây là một trong những con người Mà chúng ta hành xử như vậy Thì chắc hẳn Chúa không bao giờ chào đón chúng ta vào nước trời Thánh tê mà hôm nay chúng ta mừng kính Trời vượt không bởi tài cao học rộng cũng không bởi quyền cao chức trọng nhưng ngài được giáo hội tuyên dương do chính con đường đơn sơ bé nhỏ chị viết trong cuốn tự thuật một tâm hồn các vị đại thánh làm việc để vinh danh chúa còn con con chỉ là một tâm hồn nhỏ bé nhất chỉ làm việc để làm vui lòng người còn muốn ở trong tay Chúa nhân lành như một đóa hoa nhỏ, một cánh hồng đơn sơ, nhưng màu sắc và hương thơm làm cho người thêm vui. Thật vậy, đối với thánh nữ, con đường đơn sơ đó được thể hiện bằng việc ngài yêu mến Chúa với tâm tình của một người con đối với cha. Chúa là tất cả, Chúa là cùng đích yêu mến Chúa nên muốn làm mọi việc vì Chúa. Khi uh, ngài bị bệnh thổ huyết, mệt mỏi, thánh Teresa có đủ lý do để miễn tham dự các giờ kinh chung, nhưng thánh nữ vẫn cố gắng tham dự như mọi chị em vì lòng yêu mến Chúa. Bên cạnh đó, tình thương của thánh nữ đối với những người chung quanh cũng rất đơn sơ. Đặc biệt đối với những chị em khó tính, khó chịu trong dòng rất nhiều lần cố ý gây sự, làm khó ngài nhưng tất cả đều được hóa giải nhờ tình yêu thương chân thành, không kỳ thị. Ước gì mỗi chúng ta cũng học được nơi thánh nữ bài học mến Chúa, yêu người một cách đơn sơ chân thành như vậy để chúng ta xứng đáng được chúa chúc phúc và dẫn đưa vào nước trời amen